thì trong 30 phút mà lại trình bày về kỹ năng viết IELTS thì có vẻ là hơi rất là mênh mông. Và có lẽ tôi sẽ chỉ tóm tắt trong một số những cái điều chính để ưu tiên để rồi các em học sinh có cái câu hỏi gì mà các em muốn tìm hiểu thêm thì các em sẽ hỏi và tôi sẽ trả lời trong cái hiểu biết cũng như là kinh nghiệm của mình. Bài thi IELTS thì các em đã biết và tôi nghĩ là cái bài thi viết IELTS thì các em cũng đã biết rồi. Nhưng cái mà tôi muốn nói ở đây tức là giới thiệu và đồng thời là cũng là chia sẻ với các em kinh nghiệm của tôi trong cái việc dạy viết IELTS. Các em biết rồi, bài thi viết IELTS thì gồm có hai câu hỏi. Câu hỏi task 1, câu hỏi 1 và câu hỏi task 2. Cái handout này, các em có thể nhìn vào cái handout này. Bài task 1 và task 2. Và thời gian dành cho phần thi viết là 60 phút. Bài thi viết 1 thì là được gợi ý. Đây là khuyến nghị thôi là các em dùng khoảng 20 phút. Và bài viết 2 thì các em dành độ khoảng 40 phút. Và riêng cái việc phân bổ thời gian này thôi thì đã cho ta thấy là cái bài viết 1 nó quan trọng hơn bài viết 2 về việc tính điểm. Cách tính điểm của hai bài thì tôi sẽ nói sau, nhưng ta biết rõ rồi ngay từ cái việc phân bổ thời gian, gợi ý phân bổ thời gian thì ta đã thấy là bài viết 2 quan trọng hơn bài viết 1. Cái bài viết 1, trước hết nói về bài viết 1 thì bài viết 1 yêu cầu các em viết một cái bài miêu tả mang tính kỹ thuật. Và các em miêu tả những cái thông tin hay là những cái dữ liệu mà được thể hiện dưới dạng bảng hoặc là biểu hoặc là đồ thị hoặc là các cái hình biểu đồ hình tròn hoặc là các cái quy trình vân vân thì nó mang tính kỹ thuật. Và các em được yêu cầu là viết ít nhất là 150 từ. Thế thì trước hết nói về thời gian, đây là gợi ý thôi. Đề thi nói là you should spend about 20 minutes on this task. Mà should thì có nghĩa là một cái recommendation, nó là một khuyến nghị. Việc các em dùng 20 phút, ít hơn 20 phút hay nhiều hơn 20 phút thì không ảnh hưởng gì. Bởi vì ngay từ ban đầu khi vào cái buổi thi viết thì các em được phát cho câu hỏi, giấy để viết bài 1, bài 2, một chiếc bút chì để viết bài và 1 giờ, 1 tiếng đồng hồ, 60 phút để làm bài. Vậy thì tùy các em có thể viết bài này trong 20 phút, cũng có thể 15 phút, em nào viết nhanh có khi 10 phút. Các em cũng có thể dành cả tiếng đồng hồ chỉ viết bài 1 và các em sẽ không bị phạt, không bị trừ điểm gì hết. Chỉ có điều là nếu không viết bài 2 thì chúng ta sẽ mất 2/3 số điểm. Thế còn là cái yêu cầu về số, về độ dài thì đây là một yêu cầu và các em buộc phải đáp ứng. Viết ít nhất 150 từ, hãy viết ít nhất 150 từ. Như thế nghĩa là nếu ta viết ít hơn 150 từ thì ta sẽ bị trừ điểm. Tôi ví dụ như là cái bài viết của các em về nội dung, về kỹ năng ngôn ngữ thể hiện ở trong bài viết có thể đáng để các em được bên 6.0 chẳng hạn. Nhưng vì cái bài viết của các em chỉ có 120 từ thì rất có khả năng các em sẽ bị trừ đi một nửa bên điểm và bài viết đã được chấm xuống là bên 5.5. Và nếu như các em chỉ viết 100 từ thì khả năng là các em sẽ bị trừ một bên điểm, bài viết đó sẽ được chấm xuống là 5.0. Thế như vậy là cái yêu cầu về độ dài là cái mà các em buộc phải đạt đến, buộc các em phải đáp ứng, vì nếu không đáp ứng các em sẽ bị trừ điểm. Còn về bài viết 2 thì câu hỏi sẽ đưa ra một ý kiến hay là một quan điểm, một cái statement và yêu cầu các em hãy phản ứng lại với cái ý kiến đó. Các em có thể đồng ý, các em có thể không đồng ý. Nó cũng có thể là một cái câu hỏi và yêu cầu các em là hãy thảo luận cả hai mặt của cái vấn đề đó. Nó cũng có thể là một cái câu hỏi mà yêu cầu các em phân tích cái lợi thế và bất lợi của một cái chính sách nào đó, của một phương pháp học nào đó, vân vân. Tôi sẽ nói về ba loại hình câu hỏi task 2 sau.
Thế nhưng mà câu hỏi part 2 thì được khuyến nghị là nên dành gấp đôi thời gian cho câu hỏi part 1 là 40 phút, và số từ mà yêu cầu các em phải viết ít nhất là 250 từ. Và cũng như đối với bài task 1, các em có thể dùng nhiều hơn hoặc ít hơn 40 phút. Nếu các em bắt đầu bằng bài task 1 và các em dùng đến 30 phút cho bài task 1 thì hiển nhiên là các em chỉ còn 30 phút dành cho bài task 2. Còn nếu các em bắt đầu bằng bài task 2, các em có thể dành tới 50 phút cho bài task 2 thì các em sẽ chỉ còn 10 phút cho bài task 1. Tuy nhiên về cái độ dài bắt buộc là 250 từ tối thiểu thì các em buộc phải đáp ứng, vì nếu không thì các em sẽ bị trừ điểm. Và về cái cách chấm điểm của hai bài này thì bài task 1 thì chiếm 1/3 tổng số điểm của bài viết, bài task 2 chiếm 2/3. Nếu muốn tính điểm, tôi chẳng hạn ví dụ như là các em đạt Ben 5.0 bài viết task 1, Ben 6.0 bài viết task 2 thì hãy nhân đôi kết quả của bài task 2, 6 x 2 bằng 12 cộng với kết quả của bài task 1 cộng với 5 là bằng 17, và ta chia cho 3, tức là chia trung bình. Nếu như cái kết quả đó là từ 5.75 trở lên cho đến 6.24 thì nó sẽ được làm tròn thành 6. Còn nếu kết quả đó là dưới 5.75, có nghĩa là nó từ 5.24 cho đến 5.74 thì nó sẽ làm tròn, được làm tròn thành 5.5. Thế thì như chúng ta vừa tính là nếu bài task 1 Ben 5, bài task 2 Ben 6 thì cái overall writing Ben score, tức là cái điểm trung bình của bài viết sẽ là 6.0. Thế còn nếu bài task 1 mà ta chỉ được 6, mà ta được 6 nhưng bài task 2 vì viết dở chưa xong, chưa đủ độ dài cho nên được 5 thì cái trung bình chung sẽ là 5.5. Có một cái câu hỏi là các em nên bắt đầu bài viết bằng viết task 1 hay là bài task 2. Rất nhiều em nói rằng là em muốn viết bài task 1 trước là bởi vì bài đấy nó dễ hơn, mà bắt đầu bằng bài dễ hơn thì bao giờ cũng vậy, mình sẽ mất ít thời gian để mình warm up hơn, mình khởi động hơn. Tuy nhiên thì tôi chia sẻ với các em một cái kinh nghiệm, đây kinh nghiệm của tôi, một cái kinh nghiệm dở nhưng hóa ra lại giúp được một bài học hay. Đấy là có một lần tôi cho các em ở một lớp thi thử bài thi IELTS. Khi đến phần thi viết thì tôi mắc lỗi, tức là tôi lại in cái bài task 1 mà trước đó tôi đã đưa cho các em để làm bài tập ở nhà. Thế và khi nhận được câu hỏi thì các em đều nói rằng là ô, bài này chúng em làm rồi cô ơi. Thế vậy thì tôi nói là thôi được rồi, thế thì tất cả các em hãy bắt đầu viết bài task 2 để cô có thời gian để cô in cái câu hỏi task 1 khác rồi đưa cho các em sau. Thế và hôm đó thì các em không hề có sự lựa chọn nào khác ngoài là đều đồng loạt bắt đầu viết bài task 2. Độ khoảng 30 phút sau rồi tôi mới đưa cho các em được cái câu hỏi task 1. Thế và thật là đáng mừng, kết quả cái bài thi hôm đấy, bài thi viết hôm đó là tất cả các em, không loại trừ một trường hợp nào hết, đều đạt cái điểm tối đa mà khả năng em đó có thể đạt được. Khi mà các em bắt đầu bằng bài task 2, các em làm tốt hơn là khi các bạn bắt đầu bằng bài task 1 rồi mới đến task 2, thì cái bài task 2 ấy nó lại chiếm tới 2/3 số điểm. Và như vậy là cái lợi thuộc về các em, cái lợi trong việc chấm bài. Thế thì tôi không khuyên là tất cả các em nên bắt đầu bằng bài task 2, mà tôi khuyên các em là hãy nên thử, hãy experiment với những cách khác nhau. Tức là một lần thi thử, các em hãy bắt đầu bằng bài task 1 rồi bài task 2 xem điểm của mình thế nào. Lần thứ hai, các em hãy bắt đầu bằng bài task 2, sau đó mới viết bài task 1 xem điểm thế nào. Và đến lần thứ ba, thì so sánh hai lần trước và các em hãy lặp lại cái cách mà các em đã thành công hơn. Thì đấy là cái câu hỏi, để trả lời cái câu hỏi là nên viết bài nào trước. Về bài task 1, phần thứ hai thì tôi muốn nói về cái bài câu hỏi task 1. Câu hỏi bài 1 hỏi các em, đòi hỏi các em phải miêu tả, viết một bài miêu tả mang tính kỹ thuật và học thuật nữa. Một cái bảng biểu, hoặc đôi khi là nhiều hơn một bảng biểu, hay là một quy trình, hay là một quá trình sản xuất một sản phẩm nào đó. Thế thì đối với bài task 1, tôi không có nhiều thời gian để chia sẻ, tôi có đưa cho các em một cái trong cái handout mà tôi đưa thì đã có một cái bài mẫu
gọi là bài mẫu cũng được, hoặc gọi là bài thí dụ cũng được. Vì bài đó tôi viết, và tôi biết là vì là với cái kinh nghiệm hơn 20 năm dạy IELTS thì tôi biết là bài đó là bài bên chính, tức là có thể coi là một ví dụ về cái bài tốt nhất. Tuy nhiên thì tôi phải nói luôn là không có một cách duy nhất đúng, không hề có một cách duy nhất đúng để viết bài Task 1 hay bài Task 2. Nó không hề có một cách duy nhất đúng. Chỉ có những bài tốt, và những cái bài tốt thì có hàng nghìn cái bài tốt. Cũng một câu hỏi như thế này, các em có thể trả lời nó theo hàng nghìn cách khác nhau. Tuy nhiên là nếu như mà các em thể hiện được cái các em đáp ứng được những cái yêu cầu sau đây, những cái tiêu chí chấm bài Task 1 sau đây, thì là đó là một bài tốt. Bài Task 1 thì được chấm dựa trên 3 tiêu chí. Bài Task 1 các em viết đấy, thì được chấm dựa trên 3 tiêu chí. Thứ nhất là nội dung của bài viết. Nội dung của bài viết. Thế là cái từ chuyên môn thì họ gọi cái đó là task achievement hay là task fulfillment, tức là hoàn thành nhiệm vụ. Thế về nội dung thì nó cần thế nào? Thứ nhất là cái bài viết task 1 đấy cần phải đầy đủ và chính xác. Xin lỗi, cần phải hoàn chỉnh và chính xác. Thế hoàn chỉnh nghĩa là thế nào? Hoàn chỉnh nghĩa là nó bao hàm tất cả những cái đặc điểm chính, những cái nội dung chính mà cái statistics họ đưa ra. Ví dụ như là cái câu hỏi task 1 này, họ yêu cầu các em miêu tả cái tỷ lệ phần trăm số người đi làm bằng các cái phương tiện khác nhau qua 3 năm 1950, 1970 và 1990. Thì một bài miêu tả đầy đủ hay một bài miêu tả hoàn chỉnh, nghĩa là bài đấy phải miêu tả được sự thay đổi trong tỷ lệ số người đi làm bằng phương tiện xe buýt, đi làm bằng xe hơi, đi làm bằng xe đạp và đi bộ qua cả 3 năm đấy. Không được bỏ sót một cái yếu tố nào trong này. Nếu chúng ta chỉ miêu tả cái số người đi làm bằng xe buýt, số người đi làm bằng xe hơi mà không miêu tả số người đi làm bằng xe đạp hay là đi bộ, thì đấy là bài không hoàn chỉnh. Như vậy là bài Task 1 trước hết phải là bài, một bài tốt là bài hoàn chỉnh, sau đó là chính xác. Chính xác là thế nào? Chính xác nghĩa là em được coi là phải miêu tả chính xác tất cả những thông tin đưa ra ở trong này, mà không thêm cái ý kiến cá nhân của mình, hay không lấy ví dụ ngoài những cái thông tin đã được đưa ra ở bài Task 1. Bài Task 1 là bài miêu tả kỹ thuật, nó đòi hỏi chính xác ở cái nhận xét của các em. Ví dụ em nói là số người đi làm bằng xe hơi tăng vọt qua 3 năm này, từ 5%, khoảng 5% năm 1950 cho đến hơn 40% tổng số người đi lại bằng các phương tiện vào năm 1990. Thì đấy là lời nhận xét, và lời nhận xét đấy phải chính xác. Khi em nói là tăng vọt thì nó phải chính xác, nó chính xác dựa vào thông tin được đưa ra ở đây. Và chính xác còn nằm ở chỗ là các em đưa ra những ví dụ để mà support, để mà hỗ trợ cho cái nhận xét của mình. Nếu các em chỉ nhận xét là nó tăng vọt mà không đưa ra ví dụ, tôi thì nói rằng một bài chỉ có những nhận xét là nó tăng vọt rồi thì nó số này thì nó dao động trong nó dao động, số kia thì nó giảm vân vân, mà không đưa ra được những ví dụ cụ thể để minh họa cho những lời nhận xét đó, thì bài đó bị trừ đi ít nhất là một bên điểm vì không có ví dụ. Ví dụ là phải lấy từ đây, là phải lấy từ cái dữ kiện mà người ta cho, chứ không phải ví dụ mà chúng ta nghĩ ra. Thế đấy là cái phần nội dung. Có một điểm nữa cũng về phần nội dung, đấy là cái bài viết phải tập trung vào những đặc điểm chính, chứ không tập trung vào những chi tiết nhỏ. Đặc điểm chính là gì? Đặc điểm chính là những xu hướng chính, đi lên, nó đi xuống, hoặc là nó dao động. Đặc điểm chính là những nét nổi bật nhất, cái gì là lớn nhất, cái gì là nhỏ nhất, cái gì là trung bình. Thế còn nếu như chúng ta miêu tả một cách tỉ mỉ, nghĩa là chúng ta trích dẫn tất cả những số liệu này đưa ra bằng cách như là dịch
từ cái thông tin ở đây viết thành chữ, thành từ số thành chữ. Ví dụ năm 1950 có 20% số người đi làm bằng xe bus, 5% số người đi làm bằng xe hơi, 25% đi làm bằng xe đạp, 30% đi làm bằng đi bộ đi làm. Năm 1970 30% đi làm, đào lạc lạc, cứ như vậy. Một bài như vậy thì các em sẽ bị mất điểm về phần nội dung. Tuy nhiên các em vẫn được điểm về cách tổ chức bài, cũng như là được điểm về ngôn ngữ, về cái kỹ năng ngôn ngữ. Đấy là cái tiêu chí thứ nhất là về nội dung. Tiêu chí thứ hai để chấm bài Class One là về cách tổ chức bài, hay còn gọi là bố cục, organizational structure. Thì cái bài Class One nó là một bài essay, và nó được đòi hỏi được viết dưới dạng essay, có phần mở bài, có phần thân và có phần kết, và ba phần ấy phải nối kết với nhau để tạo thành một cái bài viết có tính logic và thống nhất. Logic ví dụ như thế này: tất cả những xu hướng tăng ta miêu tả nó trong một đoạn, rồi sau đó nói tuy nhiên, và tất cả những xu hướng giảm lại miêu tả trong một đoạn khác, chứ ta không trộn lẫn lộn là tăng rồi lại giảm rồi lại tăng rồi lại dao động vân vân, thì cái bài đó là bài không logic. Thế đấy là cái tiêu chí thứ hai, tức là về bố cục. Tiêu chí thứ ba là về ngôn ngữ. Về ngôn ngữ thì có từ vựng và ngữ pháp. Và trước hết thì xin nói về văn phong, cái này thì liên quan đến từ vựng. Nói về văn phong, bài Task 1 cũng như bài Task 2 là một bài viết học thuật, nhưng mà bài Task 1 còn là bài viết kỹ thuật. Mà cái ngôn ngữ kỹ thuật thì nó được đặc trưng bởi ba cái đặc điểm chính. Thứ nhất là nó phải xúc tích, nói ngắn, dùng ít từ nhưng nói được tối đa lượng thông tin cần nói, là xúc tích, concise. Cái thứ hai là nó phải chính xác. Ví dụ như bài Task 1 mà các em nói là rất nhiều người vào năm 1950 đã phải đi bộ đi làm chẳng hạn. Thế thì câu hỏi ở đây là rất nhiều người là bao nhiêu phần trăm, chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số người, như vậy là không chính xác. Và cái ý nữa là đã phải đi bộ đi làm là chúng ta suy ra từ cách nghĩ của mình, tức là người nghèo thì phải đi bộ, người giàu thì đi taxi, đi các phương tiện khác. Thế như vậy đấy là personal idea, tức là ý kiến cá nhân của mình. Mà bài Task 1 thì không có chỗ cho personal ideas, cho ý kiến cá nhân của mình. Về văn phong thì tôi có 5 cái khuyến nghị như này. Tôi thường đưa ra các em, cho các em học sinh, và nói là đây là the five don'ts, 5 cái mà các em đừng làm, không nên làm trong bài Task 1. Cái không thứ nhất, tức là không đưa ra ý kiến cá nhân của mình trong bài Task 1. Không có chỗ cho ý kiến cá nhân, không có chỗ cho tôi nghĩ rằng theo quan điểm của tôi vân vân, không có chỗ cho bài Task 1. Cái thứ hai là không dùng những cái đại từ nhân xưng như là I, we hay là you. Và không nói là as I can see. Cái điều đó nó không có nghĩa gì hết. As I can see chỉ có nghĩa là bạn có thị lực tốt, bạn có thể trông thấy, không có nghĩa. Và cho nên là không nói như vậy. Hay là as we can see, tôi có cảm giác như là các em muốn đứng về cùng một phía với cái người giám khảo và nói à đây chúng ta cùng một bên, as we can see, you're looking at một cái chart nào đó thì nó không thích hợp. Hoặc là as you can see thì ngay cả trong bài Task 2, các em đừng bao giờ gọi cái người chấm bài của mình là you. Là bởi vì cái từ you trong tiếng Anh nó có quá nhiều nghĩa, nó đa nghĩa. Và vì nó đa nghĩa cho nên nó không trang trọng và không chính xác. Nếu bạn muốn ngỏ lời với một người bạn gái, tôi cũng có thể là ngỏ lời với một người bạn trai, thì các bạn gọi người ấy là gì? Tiếng Anh, I love you, you. Ok, bạn ghét một người nào đó, chỉ vào mặt nó và nói I hate you. Ok. Một cụ già 90 tuổi, bạn đang đối thoại với
Bạn gọi người đó là gì? Thank you. Ok, vẫn là you. Một đứa trẻ mới sinh ra, bạn gọi em bé là gì? Hey. Hey you, welcome to the earth. Welcome to the world. So, vẫn là you. Thế như vậy là bởi vì cái từ you này nó được dùng trong quá nhiều ngữ cảnh, trong khi đó trong tiếng Việt của chúng ta có hơn 50 cặp đại từ nhân xưng, ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai. Và việc chúng ta chọn cái từ nhân, đại từ nhân xưng nào cho phù hợp tùy thuộc vào mối quan hệ của chúng ta đối với người đấy, quan hệ xã hội hay là quan hệ công việc hay là quan hệ ruột thịt hay là thân thiết, và cũng tùy thuộc vào thái độ của chúng ta đối với người đó, tùy thuộc vào người đó thuộc giới tính gì, nam hay là nữ, tùy thuộc vào lứa tuổi của người đấy, rất nhiều thứ mà tôi có thể cam đoan với các bạn rằng tôi đã làm việc với rất nhiều người Việt nhưng mà sống ở nước ngoài, là công dân của nước ngoài, và không một người nào trong số họ có thể dùng một cách chính xác tuyệt đối những cái đại từ nhân xưng của tiếng Việt, đặc biệt là cái đại từ ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai. Ví dụ như là làm việc cùng với nhau thì có một chị người Mỹ gốc Việt, thì hôm đầu tiên thì chị gọi tôi là cô, chị xưng là tôi, thì tôi lại nghĩ là à, thế chắc là chị cũng muốn là tôi phải tự biết vị trí của mình, mặc dù tôi già hơn chị ấy, thì rồi ok. Thế đến hôm sau chị gọi tôi là cô, nhưng chị lại xưng là em. Đến hôm nữa thì chị lại xưng là cháu, vân vân, cứ làm cho tôi rất là rối. Thì tôi mới hiểu ra một điều là bởi vì chị không hiểu hết. Thế như vậy là trong bài task 1 hay bài task 2, đừng bao giờ address cái người chấm bài của mình, cái người đọc bài, đọc bài của mình là you, bởi vì nó không trang trọng. Có một cái yếu tố nữa về cái bài bài task 1 mà tôi nói, đó là nó mang tính khách quan. Thì cái khách quan, tức là cái ngôn ngữ nó phải mang tính khách quan, thì thứ nhất là nó, tôi nhắc lại, thứ nhất là ta không đưa ra ý kiến cá nhân, thứ hai là không dùng đại từ nhân xưng I, we hoặc là you, và cái thứ ba là ta không dùng những cái chữ viết tắt. Ví dụ như là want, thì trong bài viết academic các em được yêu cầu là viết will not, hoặc là can't, khi ta nói thì viết thì ta nói là cannot, chứ đừng viết là can't, bởi vì nó không trang trọng, bởi vì đấy là những cái đặc điểm của cái ngôn ngữ nói. Cái không nên làm thứ tư, tức là đừng đưa ra những lời khuyên hay là khuyến nghị ở trong bài task 1. Ví dụ như là khi mà miêu tả cái bài này thì có một số em thì quan tâm đến môi trường, thì các em thấy rằng là cái này nguy quá, là bởi vì tỷ lệ người dùng xe hơi ngày càng cao này thì không khí sẽ ô nhiễm, thì là các em sẽ đưa ra khuyến nghị là cái hội đồng thành phố hay ủy ban nhân dân thành phố này cần phải có biện pháp ngay để giảm cái việc sử dụng ô tô. Thì cái đó là sẽ không có ai cần đến lời khuyến nghị, và lời khuyến nghị ấy không đi đến đâu cả, cho nên là ta không đưa ra lời khuyến nghị. Và cái không làm thứ năm đó là không viết dưới dạng notes, tức là không viết dưới dạng ghi chú. Ví dụ như là các em cứ gạch đầu dòng một cái, xong rồi viết một câu, xong rồi gạch đầu dòng tiếp theo viết một câu nữa. Tôi xin nói với các em, khi mà các em gạch đầu dòng như thế, tôi không biết là cái bài viết ấy có được nổi đến Ben 4 hay không, là bởi vì là như vậy các em thể hiện khả năng không thể kiểm soát một đoạn, chứ chưa nói đến viết một bài essay. Nên là tôi có làm một cái handout trước đây, thì là vì các học sinh của tôi hay mắc cái lỗi đó, cho nên tôi có làm cái bài handout để nói với các học sinh là cái cách làm thế nào để trượt bài thi viết IELTS nhanh nhất, làm nào để không phải để đỗ mà là để thi tốt mà là trượt, làm nào để trượt. Thì một trong cách để trượt nhanh nhất đấy là cứ viết dưới dạng notes, cứ gạch đầu dòng, cứ đánh bullet points ở đầu dòng, thế thì thế nào trượt. Đó là về cái bài viết một. Tôi không có nhiều thời gian, xin lỗi, có thể là đã hơi quá giờ. Vâng, đó là về bài bài viết một. Thế thì về cái bài viết một thì nói tóm lại là như thế này, tức là bài viết một sẽ được đánh giá dựa trên ba cái tiêu chí. Thứ nhất là nội dung, thì bài viết cần phải hoàn chỉnh, cần phải chính xác và cần phải tập trung vào những đặc điểm chính chứ không phải là chi tiết.
Thứ hai là bài viết cần được tổ chức hay được bố cục chặt chẽ, có thân bài, có mở đề, có thân bài và phần kết luận, và toàn bộ bài phải cho thấy một cái sự logic, tức là tất cả những cái gì tăng miêu tả trong một đoạn, tất cả những cái gì giảm miêu tả trong một đoạn, và dùng những từ nối, những cái từ để mà gọi là signpost words, để dẫn lối cho cái người đọc. Và cái thứ ba là tiêu chí thứ ba là về ngôn ngữ, thì là ngôn ngữ học thuật cộng với ngôn ngữ kỹ thuật, và nó được đặc trưng bởi ba nét. Thứ nhất là ngôn ngữ ấy phải xúc tích, ngôn ngữ ấy phải chính xác, và ngôn ngữ ấy phải khách quan. Thế về bài viết 1 thì có lẽ tôi chỉ có thời gian để nói như vậy. Về bài viết 2, bài viết thứ 2, tôi đã trong cái handout mà vừa rồi các bạn ấy phát ra thì thể nào các em cũng thấy có một cái tờ nó ghi là three types of task 2 questions. Các em có thấy không ạ? Đấy, ba loại hình câu hỏi task 2. Những ai mà còn lơ mơ một chút thì chỉ cần đọc cái miêu tả này thôi, đọc cái miêu tả này thôi thì đã biết rõ là có những loại hình nào rồi. Liệu thì những cái đó nó có cái cách cái miêu tả của tôi có bỏ sót loại hình nào không? Thì câu trả lời là không. Trong tất cả những cái câu hỏi task 2 mà tôi đã từng biết, có lẽ có hàng trăm, hàng mấy trăm, trong hơn 20 năm luyện thi IELTS có lẽ cũng cả mấy trăm câu hỏi task 2. Nhưng mà tôi xin nói với các bạn là như này, những cái người phát triển câu hỏi ở Cambridge hình như họ cũng cạn dần, họ cạn dần câu hỏi, họ cạn dần cả cái chủ đề, thành ra thỉnh thoảng họ cũng lặp lại đấy. Rồi học sinh của tôi đi thi về thì là nhảy nhót ở đầu kia, gọi điện thoại cho tôi nhảy nhót ở đầu kia, có lẽ vừa ra khỏi phòng thi và nói rằng cô ơi, em được đúng một cái bài mà em câu hỏi task 2 của em đúng một câu hỏi trong cái list của cô, và cũng em vẫn nhớ cái bài sample của cô, thế là em chép lại gần hết. Rồi. Thế thì tất nhiên không phải ai cũng may mắn như vậy. Ai cũng may mắn như vậy. Nhưng mà các cái topics thì được cũng có thể là được lặp lại. Thế cho nên là tham khảo ý kiến của những cái người tức là tham khảo cái đề thi mà những người vừa mới đi thi về họ nhớ được thì cũng là một ý hay. Ba cái loại hình câu hỏi này là gồm có câu hỏi tranh luận hay là argument question, câu hỏi thảo luận discussion question, và câu hỏi nghị luận account question. Việc phân chia hai loại đầu tiên là câu hỏi tranh luận và câu hỏi thảo luận thì nó cũng không tuyệt đối, bởi vì là hai cái loại hình câu hỏi này nó overlap với nhau, nó dính vào nhau một phần. Cả hai thì đều đòi hỏi các em phải đưa ra cái quan điểm của mình. Câu hỏi tranh luận thì đòi hỏi các em đưa ra câu hỏi, đưa ra cái quan điểm của mình ngay từ đầu là đồng ý hay không đồng ý. Câu hỏi thảo luận thì là đòi hỏi các em trước hết là hãy thảo luận hai mặt của cái lập luận đó, và sau đó thì là đưa ra ý kiến của mình ở cuối. Thế thành ra là có lẽ không có thời gian để nói kỹ về các cái loại bài essay để trả lời cho những loại này. Như tôi nói luôn, ở trong cái tờ HENA tôi cũng có nói rồi, tức là bất kỳ một câu hỏi tranh luận nào, câu hỏi argument nào cũng có thể được trả lời bằng bài essay thảo luận. Và tôi còn khuyến nghị các học sinh, rất là khuyến khích các em là trả lời các cái câu hỏi tranh luận dưới dạng bài essay thảo luận. Vì sao? Là bởi vì nếu ta viết một bài essay tranh luận để trả lời cái câu hỏi tranh luận thì là điều tất nhiên rồi. Nhưng mà ở cái mức mà kỹ năng viết, ở cái mức intermediate, ở cái mức trung hoặc là upper intermediate thì thường là ta chưa có đủ cái kỹ năng ngôn ngữ để mà có thể đưa ra những cái lập luận đối lập và sau đó phản bác những lập luận đối lập đấy để làm cho cái bài viết của mình nó cân bằng hơn. Thế và vì vậy thì thường là đa số các em là mình chỉ lập luận một phía thôi, một chiều thôi. Mà lập luận một chiều thì nó giống như là lời tuyên truyền, cũng giống như là quảng cáo. Tức là tôi cứ đưa ra tất cả những cái tốt nhưng tôi giấu đi tất cả những cái xấu, tôi không nói về những cái xấu. Có lẽ hơi giống như ông Donald Trump vậy.
khi nói về bản thân mình. Xin lỗi. Khi mà chúng ta viết một cái bài mà giống quảng cáo như vậy ấy, thì cái lập luận của ta nó không thể chặt chẽ được. Muốn chặt chẽ thì phải cân bằng. Cân bằng có nghĩa là thay vì chỉ nói cái ý của mình thì hãy xem xét cả ý kiến của những người không đồng ý với mình nữa, đối lập với mình nữa. Mà theo cách đó để viết bài cân bằng thì không gì tốt hơn là viết một bài discussion essay, là viết cái bài thảo luận hơn là bài tranh luận. Tôi không nói rằng như vậy thì là cái bài essay tranh luận nó không có giá trị. Nó rất có giá trị, nhưng nó đòi hỏi kỹ năng ngôn ngữ ở bậc cao khi và những lập luận sắc sảo để đưa ra những cái ý kiến trái ngược với ý kiến của mình và sau đó lại sắc sảo đập lại, phản bác lại. Nên nếu mà chúng ta chưa đọc được thì thôi, cứ viết cái bài cân bằng kia, discussion essay, cho nó lành. Về cái câu hỏi account thì AC thì các em hay nhầm. Cái câu hỏi này, câu hỏi nghị luận, nó hỏi cái, ví dụ như một số câu hỏi thì hỏi là hãy nói về những cái lợi thế và bất lợi của việc bỏ ăn sáng chẳng hạn, hoặc là ăn kiêng chẳng hạn. Thế thì các em lại nghĩ rằng như vậy thì nó cũng giống như cái bài discussion essay, nhưng không phải đâu. Cái câu hỏi discussion là nó đòi hỏi các em phải thảo luận hai ý kiến, hai cái opinions mà conflicting với nhau, mà trái ngược với nhau, mà đối lập với nhau. Còn cái câu hỏi account thì nó liên quan trực tiếp đến sự thật, đến dữ liệu, chứ không liên quan đến ý kiến. Tôi ví dụ như một cái câu hỏi account có thể hỏi thế này. Đâu là những vấn đề mà các thành phố đang phát triển phải đối mặt? Thế như vậy tức là chúng ta phải nói lên sự thật, chứ không phải đưa ra ý kiến. Chứ không phải là theo ý kiến của tôi thì những cái thành phố lớn này, những thành phố đang phát triển này phải đối mặt với một số vấn đề. Cái điều đấy là không logic, là bởi vì đây là sự thật. Ví dụ nói về Hà Nội chẳng hạn, thành phố đang phát triển và gặp rất nhiều vấn đề, thì ta sẽ nói về cái gì ạ? Quá tải hạ tầng, quá tải dân số, đúng không ạ? Quá tải trường học, quá tải bệnh viện, quá tải đường xá, quá tải giao thông, vân vân. Thì đấy là những sự thật, chứ không phải là ý kiến. Như vậy là cái câu hỏi account thì nó khác biệt hoàn toàn với cái câu hỏi argument và câu hỏi discussion, ở chỗ là nó liên quan đến sự thật, chứ không phải là ý kiến. Còn cái câu hỏi argument và discussion thì nó liên quan đến ý kiến, chứ không phải là sự thật. Nhân tiện nói về cái việc phân biệt giữa sự thật và ý kiến thì đôi khi cái ranh giới nó cũng mập mờ. Nhưng sự thật là gì? Sự thật là những ý kiến đã được chứng minh là đúng bởi thực tế. Thế còn ý kiến thì là những cái ý kiến mà chưa được chứng minh bởi sự thật. Thế thì cái câu hỏi account question là câu hỏi liên quan trực tiếp đến sự thật, chứ không liên quan đến ý kiến. Và bởi vậy mà trong cái bài đó, chí ít là ở phần mở bài và phần thân bài, thì không có chỗ cho những cái cụm từ giống như là trong theo ý kiến của tôi, theo quan điểm của tôi hay là gì đó, vân vân. Có lẽ là cái phần trình bày của tôi thì nó cũng hơi lan man, nói về bài hai cái loại hình bài, bài task 1 và bài task 2. Chỉ còn một phần cuối tôi muốn nói là các cái tiêu chí để đánh giá cái bài essay task 2 là như thế nào. Cái người chấm bài, người ta nhìn vào cái gì để người ta chấm. Phần cái tiêu chí thứ nhất mà cái người chấm bài người ta nhìn vào đó là nội dung của cái bài viết đó. Nội dung ở đây là trước hết là người viết có đưa ra được một quan điểm rõ ràng và nhất quán hay không. Thứ hai là người viết có bảo vệ được cái quan điểm của mình bằng cách đưa ra những dẫn chứng có liên quan và có tính thuyết phục hay không. Và cái thứ ba là
cái ví dụ, các cái ý hỗ trợ ở trong bài viết thì có thực sự là hỗ trợ cho quan điểm của người viết hay không. Nói tóm lại đây là chất lượng giao tiếp của cái bài viết. Đấy là phần tiêu chí thứ nhất về nội dung. Thứ hai thì cũng như bài viết 1, đó là tiêu chí về cái bố cục của bài. Bố cục của bài thì cũng là một cái bài có 3 phần. Phần mở đề, phần thân bài và phần kết luận. Và chúng phải gắn kết với nhau, tạo thành một cái bài nó mang tính logic và nó trôi chảy từ đầu đến cuối. Và phần cuối là ngôn ngữ. Ngôn ngữ ở đây thì có phần từ vựng và phần cấu trúc câu. Về từ vựng thì các em được yêu cầu là sử dụng được một cái giải rộng từ vựng, và đặc biệt là những từ trang trọng, những từ mang tính học thuật. Điều này thì hay bị hiểu lầm. Tức là các em cứ cho rằng là thôi rồi, mình cứ cố gắng dùng càng nhiều cái từ phức tạp thì càng tốt, phức hợp thì càng tốt. Nhưng mà cái cấu trúc ngữ pháp thì vẫn là cái cấu trúc ngữ pháp của Việt Nam. Đôi khi mình cứ dịch từ này từ kia mình lắp vào thì cái đó không đúng. Mà là những từ này phải được dùng chính xác, đi cùng với các đồng vị từ của chúng. Và đặc biệt nữa là cái tính tự nhiên trong diễn đạt. Mà cái tự nhiên trong diễn đạt thì là nó được thể hiện ở cái cách sử dụng những cái gọi là idiomatic expressions, tức là những cái cách nói tự nhiên của người bản ngữ. Thế cái này thì cái từ vựng thì nó được xây dựng thường xuyên, nó phải được bồi đắp hàng ngày, và thông qua việc nghe và việc đọc. Nếu có thời gian thì tôi sẽ chia sẻ nhiều về cái phần học từ vựng, bởi vì đây cũng là câu hỏi mà tôi nhận được thường xuyên nhất từ các học sinh của mình: làm thế nào để mở rộng cái vốn từ của mình. Về cấu trúc ngữ pháp thì học sinh được yêu cầu là thể hiện khả năng để điều khiển một loạt những cái loại câu, từ câu đơn giản cho đến câu câu phức hợp, câu ghép, câu phức hợp, và đặc biệt là cái câu mà câu phức mà giản lược. Trong đó các em dùng cái cấu trúc đuôi ed hoặc cái đuôi ing. Tôi ví dụ như thế này. Ví dụ như là khi được hỏi nói về Hà Nội thì các em sẽ nói là Hanoi is the capital city of Vietnam. It is one of the biggest cities in the country. It covers an area of about 300 square kilometers. Vân vân. Thế thì cứ từng câu chặt ra, thế là ta gọi là choppy sentences. Tuy nhiên, khi viết muốn được điểm cao về mặt ngữ pháp thì ta được yêu cầu viết thế này: Hanoi is the capital city of Vietnam, one of the biggest cities in the country, covering an area of around 300 square kilometers and housing a huge population of around 7 million people.